Hẳn nhiều người Việt vẫn còn cảm thấy xa lạ với thương hiệu Ralph Lauren, nhưng khi nhắc đến hình ảnh chiếc áo thun polo với logo là hai người đang chơi mã cầu thì có lẽ chúng ta đã cảm thấy quen thuộc hơn. Với phân khúc bán hàng rộng khắp từ bình dân cho tới cao cấp, Ralph Lauren cùng với hãng thời trang mang tên ông đã từng thống trị thị trường thời trang thanh thiếu niên của Hoa Kỳ trong 3 thập niên cuối thế kỷ 20. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cha đẻ thương hiệu polo, nhà thiết kế phá bỏ chuẩn mực thời trang thế giới. Cậu bé nghèo và giấc mơ triệu phú. Ralph Lauren sinh ngày 14 tháng 10 năm 1939 ở The Bronx, thành phố New York, Hoa Kỳ. Ông là con út trong một gia đình người nhập cư gốc Do Thái Ashkenazi, tức người Do Thái thuộc vùng Trung và Đông Âu. Cha mẹ ông đều là họa sĩ vẽ tranh tường đến từ Pinsk, một thành phố ở phía nam Belarus. Tên khai sinh của Ralph Lauren ban đầu là Ralph Ruben Lipschitz. Bố mẹ của Lipschitz nói rằng ngay từ khi còn rất nhỏ, con trai họ đã biết cách kiếm tiền. Vào năm 4 tuổi, Lipschitz kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Còn khi vào trường tiểu học, ông ôm giấc mơ Mỹ với bài luận văn đầu tiên có tiêu đề "Tôi muốn trở thành triệu phú". Trong cuốn sách kỷ yếu của trường trung học DeWitt High School năm 1957, Ralph Lauren đã viết từ triệu phú như một mục tiêu của cuộc đời ông sau khi ra trường. Trong ước mơ của mình thời niên thiếu, Lipschitz nghĩ rằng trở thành cầu thủ bóng rổ sẽ giúp ông trở nên nổi tiếng, giàu có. Khi còn học trường MTA, giờ là Marshall Stern Talmudical Academy, Lipschitz nổi tiếng với việc bán cà vạt, nơ cài áo cho các bạn trong lớp. Ông tiết lộ, ở thời điểm đó, những chiếc cà vạt được thiết kế chuyên nghiệp chỉ có giá hơn $5 một chiếc, nhưng cà vạt của tôi có thể bán được $15. Bên cạnh đó, Lipschitz còn tranh thủ làm thêm vào kỳ nghỉ hè ở Catskills hay trong cửa hàng bách hóa tại New York. Vào năm 12 tuổi, Lipschitz đến thăm một người bạn và rất ngạc nhiên là người này có riêng một tủ giày. Khi đó ông tự nghĩ, không biết trong đời mình có khi nào có được chiếc tủ như thế. Vậy mà ngay sau đó, vừa kiếm tiền vừa tiết kiệm, Lipschitz đã sắm cho mình được một bộ com lê cực kỳ lịch lãm sang trọng. Từ đó, với con mắt thẩm mỹ bẩm sinh của mình, Lipschitz đã sớm chú ý đến thời trang khi thường xuyên diện những bộ cánh được cho là kỳ dị tại thời điểm đó, như quần áo dàn di và áo jacket bằng vải tweed. Lớn lên một chút, Lipschitz thoát khỏi thực tế nghèo khổ của gia đình bằng cách đi xem phim và chìm đắm trong những câu chuyện hư cấu. Ông nhìn thấy bản thân trong những tầm nhìn, mơ ước và cuộc sống của các nhân vật như Gary Cooper, Cary Grant. Lipschitz chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phim ảnh, đó là ảnh hưởng từ thế giới của những giấc mơ. Còn ở ngoài đời, ông luôn coi John F. Kennedy và James Stewart là người hùng. Đến năm 16 tuổi, Ralph Ruben Lipschitz quyết định đổi tên thành Ralph Lauren. Ông từng tâm sự trên truyền hình rằng, tên của tôi có từ nhạy cảm trong đó, nên khi còn nhỏ, luôn bị những đứa trẻ khác đem ra giễu cợt. Đó là lý do vì sao tôi quyết định thay đổi. Sau này, có người nói tôi đổi tên để chối bỏ nguồn gốc Do Thái. Tôi khẳng định là tuyệt đối không. Các anh chị em họ của tôi ở California cũng đã đổi họ thành Lawrence. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ phải chọn một cái họ đẹp hơn. Mẹ của Ralph Lauren muốn con trai út trở thành một giáo sĩ Do Thái. Tuy nhiên, ông lại tự lập từ sớm và có ý chí phấn đấu riêng của mình. Ralph Lauren cho biết, chính người cha nghệ sĩ đã truyền cho mình tài năng sáng tạo, nhưng cũng khẳng định bản thân không có năng khiếu về nghệ thuật, ngoại trừ thiết kế thời trang. Theo Michael Gross, tác giả cuốn Genuine Authentic, The Real Life of Ralph Lauren, Ralph Lauren đã đem cả thế giới tưởng tượng vào kinh doanh thời trang. Khởi đầu chật vật. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ của Lauren phải tạm dừng khi vào năm 1962, ông gia nhập và phục vụ quân đội 2 năm. Sau khi xuất ngũ, Lauren học khoa kinh tế thương mại của trường Baruch College, New York. Học kinh tế để theo đuổi giấc mộng làm giàu, nhưng Lauren vẫn đi làm thêm tại hãng A. Rivets & Co. Đến năm thứ 2, Lauren bất ngờ bỏ học, đến làm người bán hàng cho hãng thiết kế thời trang nam Brooks Brothers. Trận cầu polo, mã cầu đầu tiên với người bạn Warren Helstein là bước ngoặt cuộc đời của Ralph Lauren. Ông đã tiếp xúc với những điều tuyệt vời, bạc, da, ngựa và những cô gái tóc vàng cao, đội mũ vành rộng. Đó là xã hội thượng lưu mà Lauren thực sự chưa hiểu rõ. Cơ hội tiếp xúc với thế giới thượng lưu đã truyền cảm hứng để ông phát triển một nhãn hiệu thời trang cao cấp thanh lịch, mà sau này trở thành Polo Ralph Lauren nổi tiếng. Năm 1967, Lauren làm việc trong cửa hàng Bill Brummel Neckwear, nơi ông tạo ra chiếc cà vạt được giới mày râu rất ưa chuộng.
Ông rất táo bạo khi thiết kế cà vạt bản rộng đầy màu sắc trong thời điểm mà các sản phẩm màu trơn bản hẹp đang là mốt. Ralph Lauren cố gắng bán chúng cho chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp Bloomingdale's, nhưng họ chỉ đồng ý với điều kiện loại tên ông ra khỏi sản phẩm. Lauren ngay lập tức từ chối lời đề nghị này và tiếp tục kiên nhẫn với thiết kế của riêng mình. Sau một vài tháng khi mẫu cà vạt của Lauren bán được quá chạy ở các cửa hàng đối thủ, Bloomingdale's mới đồng ý bán cà vạt của ông dưới tên gọi sản phẩm là Polo. Thành công này giúp ông thu về $500,000 lợi nhuận và bắt đầu xây dựng thương hiệu thời trang riêng. Chỉ tốt nghiệp trung học và tham dự vài lớp kinh doanh, quyết định mở công ty riêng là lựa chọn mạo hiểm đầu tiên Lauren trải qua trong sự nghiệp huyền thoại của ông. Khi đó, ông tự sản xuất cà vạt riêng được khâu bằng tay với sự trợ giúp từ người thân trong gia đình. Bà Ricky, vợ ông chia sẻ, mẹ tôi cùng một em họ tự khâu mác vào chiếc cà vạt. Những năm đầu tiên tự lực thực sự vô cùng khó khăn đối với Ralph Lauren. Cả gia đình phải ngủ trên sàn nhà, còn ông thì luôn bất an về công việc khi phải vay thêm $50,000 để duy trì hoạt động. Trụ sở công ty lúc đó được mở ở một phòng trong tòa nhà Empire State và ông tự mình giao hàng cho các cửa hàng. Thăng hoa với thương hiệu Polo. Dựa trên niềm say mê của mình với môn mã cầu, Lauren đã đặt tên cho dòng sản phẩm dành cho nam đầu tiên của mình là Polo vào năm 1968. Đến năm 1969, chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp Bloomingdale's bán độc quyền dòng sản phẩm này. Đây cũng là lần đầu tiên Bloomingdale's đưa thiết kế độc quyền vào cửa hàng của họ. Năm 1971, Ralph Lauren cho ra mắt dòng áo sơ mi dành riêng cho phụ nữ có biểu tượng người chơi polo xuất hiện trên cổ tay. Bộ sưu tập đầu tiên đã được tung ra vào năm sau. Với phái nữ, thời trang Ralph Lauren theo phong cách menswear dành cho họ vừa tiện lợi vừa duyên dáng. Những năm 70 cũng đánh dấu thành công của Ralph Lauren với việc khai trương cửa hàng của Ralph Lauren trên Rodeo Drive ở Beverly Hills, California. Đây là cửa hàng độc lập đầu tiên của một nhà thiết kế người Mỹ. Năm 1972, Ralph Lauren giới thiệu một chiếc áo lưới cô tông đặc trưng với nhiều màu sắc khác nhau, nổi bật với logo Polo ở ngực. Chiếc áo này đã trở thành biểu tượng của phong cách preppy, một trong những phong cách đặc trưng của Ralph Lauren. Khẩu hiệu cho chiến dịch quảng cáo khi ấy là Every team has this color, Polo has 17. Năm 1974, trang phục thuộc dòng Polo của Ralph Lauren được lựa chọn cho dàn diễn viên nam của phim The Great Gatsby. Đó là một loại áo vest và áo len nam theo phong cách những năm 1920. Bộ phim sau đó đoạt giải Oscar hạng mục trang phục đẹp nhất, giúp cái tên Polo nói riêng và thương hiệu chủ quản Ralph Lauren vang danh toàn cầu. Ngoài ra, Lauren còn được tôn vinh là ông hoàng tạo mẫu dạ hội khi nữ minh tinh màn bạc Gwyneth Paltrow xuất hiện tại buổi lễ trao giải Oscar trong bộ váy hồng nhạt do Lauren thiết kế. Các váy dạ hội khác của ông đã bán chạy ngoài sức tưởng tượng. Thành công nhanh chóng, Ralph Lauren không ngừng mở rộng công ty. John Vavasdos, một người thân cận của ông chia sẻ, Ralph Lauren không ngồi yên với chiến thắng dù một phút, ông có thể tận hưởng khoảnh khắc ấy nhưng không bao giờ ngừng tiến về phía trước. Năm 1986, lần đầu tiên Ralph Lauren có tên trong danh sách thường niên 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes. Ông chia sẻ, tôi thích giàu có, nhưng tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó. Sự suy thoái của những năm 90 khiến hoạt động bán lẻ của Polo Ralph Lauren bị cắt giảm. Nhiều báo cáo cho thấy các đối thủ bắt đầu sao chép thiết kế của Lauren và bán chúng với giá thấp hơn. Nhưng điều này cũng không ngăn cản Polo Ralph Lauren tiếp tục cho ra mắt hai dòng mới, Polo Sport và Double Ralph Lauren Jeans. Ralph Lauren đã vượt qua giới hạn thách thức những điều bình thường và tạo tiêu chuẩn mới. Năm 1996, ông thuê hai người mẫu danh tiếng là Tyson Beckford và Naomi Campbell làm gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo dòng trang phục thể thao Polo Ralph Lauren. Đến tận bây giờ, Polo vẫn là thương hiệu thời trang đại diện cho tuyển Olympic Mỹ. Năm 1997, ông đưa thương hiệu thời trang của mình lên sàn chứng khoán. Nắm giữ 81,5% số cổ phiếu, cậu bé nghèo từng mơ ước trở thành triệu phú năm nào, giờ đã trở thành tỷ phú, ông hoàng ngành thời trang. Công ty đã ra mắt trong web và cửa hàng trực tuyến vào năm 2000 với tên polo.com bởi RL Media, hợp tác giữa Ralph Lauren và NBC. Vào năm 2007, Ralph Lauren đã mua lại cổ phần NBC từ RL Media và trang web mới đã được khởi chạy chính thức với cái tên ralphlauren.com. Năm 2008, thì công ty đã cho ra mắt bộ sưu tập America Living dành riêng cho JCPenney và đây chính là lần ra mắt thương hiệu chéo lớn nhất trong lịch sử của cả hai.
Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé. Những chuẩn mực không chuẩn. Thời trang là một thế giới kỳ lạ với những quy luật dị thường, nơi những nhà thiết kế phải chiến đấu từng ngày một để chống lại sự ám ảnh về lỗi mốt, đào thải, mờ nhạt và tầm thường. Điều thú vị là những quy luật này ảnh hưởng rất ít đến Ralph Lauren, người hầu như không tạo ra bất cứ mốt nào gây sốc trong thời đại của mình như những thiên tài thiết kế kiểu Dior, Chanel, Saint Laurent, Pierre Cardin, Jean-Paul Gaultier. Ralph Lauren là nhà tạo mẫu đầu tiên tìm kiếm trong thế giới khắc nghiệt của phương Tây một điều gì đó hết sức đặc biệt mang phong cách Mỹ. Tên của ông còn có trong từ điển văn hóa pop hiện đại với sự liên tưởng đến chủ nghĩa quý tộc Mỹ. Nhà tạo mẫu lừng danh Karl Lagerfeld từng nói về Lauren, thiết kế của Ralph đặc biệt ở chỗ, ông đã đem đến cho thời trang Mỹ một sự đồng nhất của riêng mình. Màu sắc thời trang của Ralph Lauren rất lạ và nhiều khi tạo cảm giác không chuẩn, nhưng chính cái không chuẩn đó lại tạo ra chuẩn mực. Lauren nói, tôi tạo ra những mẫu mã giống như tôi nghĩ mà không kịp bổ sung cho chúng sự đúng đắn chuẩn mực. Tôi có cảm giác mình làm ra những bộ quần áo dành cho những người không nghĩ đến mốt. Lauren rất yêu thích khi gọi công việc của mình là phản lại mốt. Ông cũng không dành cả cuộc đời để trau chuốt từng đường kim mũi chỉ và tôn vinh cơ thể bằng những trang phục tuyệt diệu kiểu Givenchy hay Valentino. Ralph Lauren chưa bao giờ tự coi mình là một nhà thiết kế thời trang, thậm chí còn không học về thiết kế. Ông không chạy theo xu hướng, thay đổi các bộ sưu tập của mình theo mỗi mùa hay tất bật tìm kiếm các nguồn cảm hứng quái lạ, dị biệt. Nhưng với sự sáng tạo lạ thường và những bước đi khôn ngoan hiếm có, Ralph Lauren đã gieo trồng các biểu tượng của Mỹ thành một đế chế thịnh vượng về thời trang và phong cách có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ và sức ảnh hưởng toàn cầu. Từ bãi biển New England ở bờ đông Hoa Kỳ, nền văn hóa châu Mỹ bản địa nguyên sơ đến những cuộc đi săn ở châu Phi hay ánh đèn Hollywood quyến rũ xa hoa, Ralph Lauren đã nhào nặn tất cả trong một phong cách vượt thời gian đậm chất Mỹ, được công nhận và ưa chuộng trên toàn thế giới. Cuộc sống viên mãn, tích cực từ thiện. Vào ngày 20 tháng 12 năm 1964, Ralph Lauren kết hôn với Ricky Ann Lobia tại thành phố New York. Hai người đã gặp nhau 6 tháng trước đó trong một văn phòng của bác sĩ, nơi Ann Lobia làm nhân viên tiếp tân. Họ có với nhau 3 người con. Con cả Andrew là nhà sản xuất phim kiêm diễn viên. Con trai thứ hai David là phó chủ tịch của Ralph Lauren, cũng là con rể của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Con gái út Dylan là người quản lý cửa hàng kẹo lớn nhất thế giới có tên Dylan's Candy Bar tại New York. Ralph Lauren đã thực hiện thành công giấc mơ Mỹ của mình theo một cách không thể hoành tráng hơn. Ông có điền trang ở bang Colorado, biệt thự ở đảo quốc Jamaica và Long Island, điền trang ở bang New York, căn hộ tại khu Manhattan sang trọng. Ông còn sở hữu bộ sưu tập xe hơi có 102, đó là chiếc Bentley sản xuất năm 1929, chiếc Alfa Romeo 1937, Bugatti 1938 hay chiếc Ferrari sản xuất năm 1962. Giờ đây, Ralph Lauren điều hành cả một tập đoàn có hơn 300 cửa hàng với nhiều dòng sản phẩm Purple Label, Blue Label, Lauren, Chaps, RRL, Polo Jeans Co., RLX, Ralph Lauren Home. Khi có thời gian nghỉ ngơi, Lauren sẽ đến ngay biệt thự ở Jamaica hay một điền trang nào đó của mình. Ông thích cưỡi ngựa và lái xe thong thả dạo chơi. Lauren cùng vợ là Ricky đã chung sống hạnh phúc hơn 40 năm cùng 3 người con đã trưởng thành. Trong nhà ông không có quy ước chỉ mặc thời trang Ralph Lauren, nhưng nếu ai đó mặc quần áo lạ, ông sẽ hỏi ngay, mua thứ đó để làm gì? Vào ngày 15 tháng 6 năm 2009, Ralph Lauren được Hội đồng các nhà tạo mẫu Mỹ, Council of Fashion Designers of America, CFDA, trao tặng danh hiệu nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất nước Mỹ. Trước đó, vào năm 2007, CFDA cũng vinh danh Lauren là huyền thoại đầu tiên của thời trang Mỹ. Ông là nhà thiết kế duy nhất nhận 4 giải cao nhất của CFDA, thành tựu trọn đời, nhà tạo mẫu thời trang nữ của năm, nhà tạo mẫu thời trang nam của năm và thành tựu trong lĩnh vực từ thiện. Trong một bài phát biểu tháng 5 năm 2014, Ralph Lauren nói, tôi ghét khi mọi người gọi tôi là nhà từ thiện vì điều đó đến từ trái tim. Vì bản thân ông từng bị một khối u não nên ông rất thương cảm với bệnh nhân ung thư. Nhà tạo mốt từng tổ chức dạ tiệc thời trang lớn để ủng hộ quỹ hỗ trợ phòng chống và chăm sóc bệnh nhân ung thư, thu được số tiền từ thiện kỷ lục hơn 7 triệu đô la Mỹ. Ralph Lauren cũng là đồng sáng lập trung tâm nghiên cứu ung thư vú Nina Hyde tại Đại học Georgetown vào năm 1989 và mở chiến dịch thời trang chống ung thư vú hàng năm kể từ năm 1994.
Năm 2001, tập đoàn Ralph Lauren đã mở quỹ Polo Ralph Lauren hỗ trợ nhiều chương trình từ thiện khác nhau trên thế giới như giúp đỡ bệnh nhân AIDS, giúp hồi phục các di tích lịch sử mang tính biểu tượng của Mỹ. Ralph Lauren từng nói rằng tôi chưa từng muốn đặt chân vào thế giới thời trang, bởi vì nếu bạn đặt chân vào đó thì sẽ có ngày bạn phải rời khỏi đó. Và quả thực cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn. Vào tháng 9 năm 2015, sau một loạt thua lỗ trên thị trường chứng khoán cũng như kinh doanh, thì ông đã từ chức CEO của Ralph Lauren. Tuy nhiên, với những gì đã đóng góp thì ông vẫn xứng đáng được coi là nhà cách mạng của thời trang thế giới. Và năm 2019, ông xếp hạng 100 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.